Vâng, Đỗ Sinh với các bạn lại tiếp tục đi dạo chợ hoa cây cảnh thị xã Sơn Tây nhé. Anh có cái cây dưới dáng huyền này hay này. Cây này bao tiền cháu? Cây đấy nếu mà cả chậu thì triệu rưỡi. Triệu rưỡi à? Không chậu thì 2 triệu. Ờ, cây dưới dáng huyền hay đấy. Nhìn nó cân đối ấy. À, đây chỗ này cháu nó chuyên sản xuất ruối. Ở nhà thằng cháu này là nó có một cái lò đúc anh ạ. Nó đúc ra những cây ruối giống nhau. Đấy, đây đây. Một loạt đây. Gần như là một lò. Ờ, à, thì toàn đang nói trêu nói vui dưới bên nhà thằng cháu nó có cái lò đúc ra cây ruối. Một loạt, một lô. Và tôi thấy cây ruối dáng huyền, tôi đang nói chuyện với các bạn đây. Cây ruối dáng huyền cũng rất hay. Đầy đủ rồi. Cái thân huyền đưa xuống cũng đầy đặn rồi. Còn nào cũng đi chợ đấy à? Còn như thuê chỗ đấy ạ. Ai mua một con này. Phải dày nhá, bé tí, người nó cũng phải ra tuổi rồi. 4-5 nghìn làm. Nói chung là ruối mà ra quả là tuyệt vời rồi. Mùa hè cứ chín vàng rực. Đây này, anh thấy không? Những cái chùm hoa nó khác gì cái chùm hoa mai không? Tuyệt vời. Ở đây quả như bạn mới rồi. Bạn mới là thằng rất đẹp, những cây chuối bonsai mini mà quả đã đeo vàng như thế rồi. Bao nhiêu tiền một cây cháu? Cháu bán chuẩn giá là 300 một cây. Cứ 300 cây nào thế à? Trong cái lô này à? Ôi dồi, giá rất hợp lý. Không có một cái làm từ vé luôn. 300 một cây chuối này tôi đang giới thiệu với các bạn rất hợp lý. Không chậm chỗ 2. Quả dày này không phải ghép đâu. Không, sao lại ghép? Dúi không phải ghép. Dúi nguyên bản của nó quả này thế này mà. Đấy. Anh thấy là tuyệt vời không? Có những ông chơi cây dúi to đùng rồi mà vẫn chả thấy có hoa có quả. Đây. Mua làm cái gì mà không này? Nhưng mà tôi nói thật chứ 300 ngàn một cây ruối mà người ta làm với thời gian như thế thì các anh bảo là có nhiều công nó mới được như thế này. Đấy, thế mà có 300 ngàn đấy. Chuyên có 300 ngàn một cây. Mà tôi đi khảo tất cả anh em trong cái làng làm và chơi cây cảnh ở khu vực chợ Sơn Tây này thì nó thật mấy canh là anh cháu này bán là sát giá nhất. Anh cứ đến anh hỏi những cây dưới như thế này ở các hàng khác mà xem. Anh cứ mụ em rồi, anh biết nhà em, rồi anh chồng no, em má không có việc về đâu, không có. Nhưng con sống là ngoài cưới nước đều cháu là được. Để vô
để khô thì tinh loại khô phải chết cháu ở chỗ 400 Toàn ơi, cô Thành Mỹ nhà hóa cứ đứng nhà hóa thường kia cô Thành Mỹ nhà hóa nhà hóa thường kia tại Thành Mỹ rồi mấy triệu. Vâng, à, như vậy là một cây sung đã vận chuyển trước, bây giờ đến cây thứ hai. Đã lên được. Bởi vì ông thuê xe tải, ông lấy cả hai cây luôn. Nãy một cây nhét vào cái xe khách không nổi. Cái xe... Vẫn ông lấy, ông mua cả hai mà tôi vừa mới đến tôi quay, ông cố nhét lên cái ô tô ông nhét được. Thì ông gọi xe tải đến, ông bảo tôi lấy nốt cả hai. Hai khóm nhài này có 150 á. Mày mua nhầm thế nào ấy? Tao mà bán là tao phải bán cho mày 160. Có hai khóm này với 150 à. Hai búi nhài rõ to. Thế là chị này chị bán rẻ đấy. Vậy là có 7-80 một khóm thôi. Được. Và hoa rất thơm. Đây đây nhá, em ra em cầm thôi. Bán đến này thì mấy chốc mà hết. Hết thì lại chạy về lấy thêm ra bán gì. Bán hôm nay là hết tổng hết. Dạ, nhà hết rồi. Hết cho hết mới bán thành phố. Nói chung là đều già già rồi. Lần trước anh mua một khóm này về anh làm thành 3 chậu. Lẩy ra bởi vì cái này đoạn sau nó lại đẻ mà. Làm thành 3 chậu. 3 cái chậu nhỏ. Ờ khóm đấy anh lại mua chỗ khác à? À. Tuyệt vời rồi. Đấy là ba khóm. Hôm nay anh đi chợ Sơn Tây lúc bê tiểu đi. Cái này về tách ra. Hôm trước tớ mua một khóm như này về thành 3 chậu. Bạn này bạn chọn cái cây này đẹp quá. Hôm nay nhìn nó trên cờ đấy. 70-80 ngàn một cái khóm nhài to như thế này. Ta cửa hàng kia vẫn nhiều. Vâng, đây lại có một số những cây linh sam nhỏ nhỏ xinh xinh đây. Bán trong cái sung nào? Đâu? À cái sung ông để riêng đây rồi ông ơi. Ôi ôi, ông chọn cái sung đẹp thế. Đây à? À ông lại bỏ tao để cho mày. Ông để cho cháu 200 mấy.
Đây 300 cây này á? Bán rẻ 300. Thôi nói chung là cụ già mà cụ cũng chọn được ấy. Cụ chọn cái cây thân rất là cổ quái này. À được. Về tiếp tục nuôi cái tay này lên. Ba trăm ngàn. Thế là cái sung này mấy trăm cháu? 800 à? Ờ, được rồi. Quả dâu đầy rồi đấy. Có dâu là có quả. Còn cứ bảo là có quả nhưng mà quả chả có dâu thì không, thì chứng tỏ không có. Có dâu là có quả. Được rồi. Đặt dáng siêu thêm tí nữa là rất đẹp. Móc ví chưa? Ừ, móc ví đi. Tôi chỉ chờ anh đến để anh móc ví thôi. Chú đã xinh đúng không? Không, cháu vừa xem video của chú xong. Rồi, nhất trí. Cũng là những fan hâm mộ đấy. Đấy, rồi. Xong tiền đếm đủ chưa? Bắt tay nhau cái nè. Rồi, cảm ơn hai anh nhá. Đây là mê. Nhiều tiền đúng không? Quá nhiều tiền đấy. 800 đấy bác ạ. Có quả không đúng không? Có quả, có quả, dâu của nó đấy. Bác bảo bây giờ bỏ ra 750 có một cây sung đẹp như thế này chơi không xứng đáng à? Người đây đâu sinh người lại quay cái cây kia nó đang bảo chiêu tám đấy cả. Đâu? Của thằng ấy Đức bác. Đâu đi đến, đi, đi anh đưa tôi đến. Nào. Nó vừa bảo chiêu tám. Nào, hai ông bà rất say cây đây, rất nhau đi chợ đây. Ông bạn tôi gặp ông bảo cây sung ở chỗ nào 180 triệu. À cây xanh. Tuần trước hình như ông quay rồi. Có. Tuần trước tôi ấy xuống. Đúng không? Đúng. Đây à? Cây nào? Cây này á? Ừ. Ông vừa nói là người ta hỏi nói bao nhiêu? Triệu 8 nhỉ đó. Triệu 8 à? Ừ. Cây già đẹp. Cây già. Thân này. Rồi. Thân nó chùn rồi. Mày hộ chú cái, mày quay thêm một vòng ấy. Quay đây. Ờ quay đi, tao đỡ phải chuyển, tao khỏi phải bước vào sang bên đấy. Vì đằng này rất nhiều người xem mà anh phải ưu tiên cho cặp vợ chồng ông bạn tới đây nhá. Hai ông bà rất say cây đây, hai ông bà đây. Đấy. Đấy. Ưu tiên cho ông bà tí. Già chùn này, chân chặt này, chùn là ông trọng rồi. Ra voi rồi. Vì hai ông bà đến xem cái cây đằng kia tôi đang làm thì ông bảo bác sinh đến đây xem một cái cây sung mà người ta đang đòi tỷ tám này. Tỷ tám á? Đẹp có nhà thế già rồi. Đúng không? Có phải là vòi quả không? Vòi quả hết mà đây ông sinh không biết gì. Săn hết cây này. Đồng chậu lâu lắm. Chùn ra voi. Còn cái vết kia thì sau này nó sẽ liền thôi, không đáng ngại, cái đấy không đáng ngại. Thì có cái là những cái vị trí này thì ông đừng có vặt bỏ nhá. Ông để nguyên để cho nó, thứ nhất nó nhanh liền sẹo, thứ hai là nó còn ra quả. Chứ khi mà ông vặt hết rồi thì coi như ông hoạn nó rồi, đấy nó cũng chẳng có quả đâu. Chuyển nó thành thái giám đúng không? Ừ đúng rồi. Đang nói sung ông lại quay sang người. Ôi được rồi, vui tính thế là thoải mái. Đấy là ý các anh như thế, còn ý ông ấy cái tùy. Bởi mình có quyền của mình, mà các anh bán anh có quyền của anh bán. À, thương lượng hay như thế nào mà nếu mà nhất trí được thì tôi đỡ ông một tay. Đưa ra xe. Thế còn cái dưới này của cháu bao nhiêu cháu? 2 triệu. 2 triệu à? À cái dưới quái thân đấy. Đẹp luôn. Để đi liên một tẹo đã xong là cuối cùng cũng phải hỏi chị tổng đài cái nhỉ. Đúng rồi.
Vâng, cứ đi dạo đi nhá. Vâng, anh xong tí có gì tác nghiệp đi. Rồi rồi, vâng, cảm ơn anh. Đây cũng nhiều, rất nhiều những cái cây tầm nhỏ và mini rất khéo rồi. Duối, me, sung, mai chiếu thủy và lộc vừng. Bồ đề đấy, bồ đề trên đỉnh núi đấy. Cây mai chiếu thủy này bao nhiêu anh? 3 triệu à? À đây đây, tôi thấy cành có cái cây bồ đề đá thấm thủy này trên đỉnh núi này. Đấy, như cây đề này giá anh nào này? Anh à? Giá bao tiền anh nhỉ? 2 triệu rưỡi à? Cái gì là bao nhiêu? Đẹp mà giá là điểm giật rồi, nó uốn lanh quanh cái như thế này thì nó đẹp đấy, nó giật một điểm rồi. Cái đẹp của tài hạt thế này. Cái gì đấy có máy mình mài còn nó không còn. Nó đẹp mà nó dục nó dục, nó mua treo nó vào. Rồi nó để ra trên đây.